không có rồi đó. Mất cái gì? Thì tôi đeo quên thắt ở trong taxi. Ai quên? Đi thôi, xuống quay đi. Mặc xuống hàng. Đi con, đi, muộn rồi, 1 giờ 4 rồi. Được rồi. Cường ơi, đưa cường cái cường quay. Ủa, lại gỡ cái này anh? Đâu anh cái này? Chứ, cầm anh. Thế mất rồi, để em quên nó xíu. Đây là ca sĩ Tuấn Hưng đang đi bộ để đến địa điểm biểu diễn cao đao tối ngày hôm nay tại sân vận động Hàng Đẫy. Đây là ngay bên cạnh sân. Có thể thấy là trong những ngày cuối cùng của năm mới, anh Tuấn Hưng luôn đi cùng với cả bà xã của mình. Và hai người đang nắm tay nhau rất là thật chặt. Đây cũng là một trong những nam ca sĩ mà hay cho những cái lời yêu đương có cánh dành cho vợ mình ở trên Facebook. Dạ. Chúc mừng là hãy cứ yêu nhau.
là showbiz Việt với một đống những biến cố, scandal liên quan đến tình ái và hôn nhân, thì đây là một trong những cặp đôi mà hạnh phúc nhất. Im đi. Ca sĩ đấy, hạnh phúc hả? Rồi hâm mộ, con hâm mộ cho tôi vào cùng ca sĩ nào. Thằng ơi, con chờ nào không ạ? À, mấy cái. Này, em ơi. Hà ơi, Hà để ý chị Michelle trước đoàn là sao? Bây giờ là chúng tôi đang cùng với cả ca sĩ Vân Hưng đang tiến vào sân. Dạ, có thể nói là đây là một không khí rất là náo nhiệt và đây là bắt đầu là qua vòng an ninh. Dạ. Đấy là, bắt đầu là có sự can thiệp của các bạn bảo an. Không có. Bảo an sẽ giúp. Hà ơi, xem chị Michelle chốt đoàn là sao không? Các chị không đi được đâu. Thế chị Michelle đâu? Đây. Rồi. Đấy. Số xem Facebook của anh Hưng bây giờ đã là 1.000 rồi. Vừa đi anh Hưng vừa tranh thủ luyện giọng. Cái số máy móc của mất của anh là anh không lắp sim ở đấy mà. Anh đã trình bày báo với cả các bạn là anh không lắp sim vào. Cho đời, nước yêu đời,
đấy bạn nhá. Đây là cao đao sân hàng đấy. Cao đao ở Henneken. Và Henneken năm nay dựng một sân khấu khá là hoành tráng luôn. Một cái tháp lại rất giống như tòa Landmark 81 của anh Duận.